Tập 4. Hoàng gia Triệu Tống quả thực còn gọi đến tên ngươi. Lão Thời à, đừng có khóc nữa. Ngươi nghĩ xem, nó không phải là quy thượng đại kim ta. Nhân vật nhỏ như con sâu ngươi gặp mấy đời cũng không có cơ hội được hồn đó Triệu gia ghi nhớ. Cho dù thế nào, cửa sách của ta cũng thành công rồi. Hồn đó Tống Quốc đã trúng cơ kích tướng của ta, phát ý chí 17, sẽ không chạy nữa đâu. Ngày mai, chúng ta sẽ phát binh bắt phao nối qua hồi thủy. Tại sao lại vội vàng thế? Đợi thêm mấy ngày nữa, vật tư chuẩn bị đầy đủ hơn thì càng ổn thỏa hơn. Có ba nguyên do. Thứ nhất, mùa xuân sắp đến, thời tiết trang sắp ấm hơn, thời kỳ triều sơn hồi thủy sẽ càng khó khăn hơn. Thứ hai, cái gì mà giữa lãnh thổ kháng kim không được nghị hòa đều chả là cái gì cả. Chỉ cái chuyện chiêu mộ nghĩa quân, ta lại không sợ đạo phỉ dân binh lực của Lưỡng Hồ đến chi viện. Nhưng đến cái đám nào thì đánh đám đó, cũng tốn công tốn sức, không bằng anh nhân lúc kết thúc luôn. Thứ ba, người Triệu gia trước giờ đều là giáo hộ, vì ở bờ đối diện lần này mất kiểm soát cũng là sự thực. Ngươi lại cho chắc đã thật sự là tử thủ. Rồi có khả năng là tiểu quan gia đó thực ra là thực sự sợ ta. Ngồi mà thì trí lớn mãnh liệt, trên thực tế là cái tâm tư lừa tất cả mọi người, sau đó nhân cơ hội chạy trốn. Lỡ như chờ thuyền bè và tư đến đầy đủ rồi mới qua xong thì hắn đã chạy qua Trường Giang từ lâu rồi thì làm sao? Tóm lại, ta đã sắp xếp vẹn toàn chuyện này rồi. Ngày mai vượt xong, các ngươi còn có ý kiến gì không? Xin tuân theo lệnh của Tứ Thái Tử. Đúng rồi, Lão Thời, ngươi chỉ nói đến quốc sách, hịch văn gì đó, vân thư trả lời riêng cho ta là thế nào đây? Chỉ có một ấn ở chính giữa, chả có một chữ nào cả. Ấn chương còn hơi mờ, mà ấn tốt hơn chút mà Triệu gia cũng chả có sao. Sao lại có mùi hơi thiêu thế nhỉ? À, đây. Ấp ấp mở mở, can đảm nói đi, ta còn ăn được người chắc. Bởi vì người bị Trương Tuấn lừa một đống vàng bạc, ta còn chả đợi ý. Có phải là cái tên họ Triệu đó bãi hội không biết viết? Chị thợ, ổn con dấu rách nát này đã mắng không? Cái đám người tống này á, gan nhỏ, tài đó cũng nhỏ nhồi. Cho dù hắn có nói bậy bạ như nào thì ngươi cứ nói lại uy nghiêm là được. Hồi bấm Tứ Thái Tử, Triệu Tống văn gia nói, nợ kim ta giả mang thô lỗ, không xứng có được vân thư đáp trả chính thức. Sau đó thì nhổ nước bột, đóng mắng, nó thần mang vợ, nó đó là thái độ đại tống đối mặt với khiêu chiến. Đêm nay, người ở trong lều này cũng đừng có đi đâu cả. Vâng. Hoàng gia, chiến sự sắp đến gần, tại sao càng lúc càng nghỉ ngơi muộn? Chính phủ, ngươi cũng biết, ta lần đầu tiên ra chiến trường, quả thật cũng hơi lo lắng, không nắm chắc gì cả. Thực ra, quan gia đã từng ra chiến trường. Trước khi rơi xuống giếng, hắn ta hay gặp phải phản quân, thần ở trong trận chiến đó, được quan gia nhìn trúng, đều làm ngữ tiền. Có điều phản quân và người kiêm trên lịch quá lớn, trận này không chỉ quan gia, cho dù là thần cũng là lần đầu tiên đối mặt trực tiếp với người kiêm. Tóm lại, ý của ta là thật ra ta cũng sẽ chết, nhưng thời cuộc trước mắt không thể rút lui. Lưu quân sách mà ta ban ra, nhờ ngươi giúp ta, thất bại thì kết thúc, tuyệt đối không chỉ là nói miệng thôi. Nếu như thật sự đến giờ khác đó, người ta có thể tín nhiệm cũng chỉ có mình chính phủ ngươi thôi. Quân gia, đừng mà, ta thật sự không phải là mật thám, ta không đầu hàng Tống. Tha cho chúng ta đi, chúng ta thật lòng đầu hàng mà. Bớt lo nhỏ đi, nếu hồn đó Tống Văn đã phát ý chí rồi, thì trong đám các ngươi sẽ không thiếu người động lòng. Đều là pháp vật vô dụng, lại cũng không thể đỡ mặt các ngươi chảy lốn trong đại chiến. Không, đừng. Ta nguyện ý cạo đầu, ta nguyện ý đổi tên, ta nguyện ý cứu mặt, cứu. Tri Châu, Thọ Châu, Triệu Đỉnh, lá gan của người kia quá thực quá lớn, vậy mà dám dùng thùng gỗ hòm rỗng để làm cái cầu nổi sơ sài như vậy.
Trương Tuấn. Hơn nữa còn lập bến đò cách Hạ Thái 2 dặm, Điển Sư Trung. Trương Thư Ý, chúng ta hoàn toàn có thể dẫn quân xuất thành, mau chóng hủy diệt bến đò này, giết một đợt rồi quay lại. Triệu Đi Châu, người Kim Y là đã cố ý tìm nơi này dỗ chúng ta xuất thành. Nhìn thì chỉ là 2-3 dặm thôi, nhưng toàn thành 2-3 dặm, người cũng chết. Người chúng ta đi hết rồi cũng chưa chắc là qua được. Đây, vậy tập kích trong đêm sau có lẽ có thể được, nhưng chắc là không kịp. Có ý gì? Hay là cầu nổi này một ngày đã làm xong rồi chắc? Không phải là một ngày có thể làm xong, mà y là hơn nửa ngày đã xong rồi. Hồn hôn đã có thể qua được 100.000 tinh nhuệ thân sĩ. Người Kim dám đấu quả thật không bình thường. Một năm trước, nhị thái tử nước Kim Ốc Ly bắt thống lĩnh quân đội cố qua sông Hoàng Hà. Quân ta tưởng rằng có thể trấn thủ dựa vào nơi hiểm yếu. Kết quả Ốc Ly bắt lại thống lĩnh quyền quý nhân Kim cởi bỏ áo giáp, có ngựa qua sông. Khi thơ của quân Kim như bão lũ, tướng sĩ quân ta kinh hãi, lũ lượt không đầu mà bỏ chạy. Mười mấy vạn đại quân vừa mới va chạm đã tan rã. Mà hôm nay tử thái tử Ô Thực nước Kim ngồi thành, ngày đó cũng là tướng dưới trướng của Ốc Ly bắt. Người này bây giờ sẽ không mạo hiểm để nâng cao khí phách của sĩ tốt. Ý là cầu nổi một khi thành công thì sẽ không màng tính mạng cưỡng ép toàn quân qua sông. Tốc độ bắt cầu của người Kim nhanh thật, nhìn đã đến giữa sông rồi. Lúc này lẽ nào không nên dẫn binh tấn công trước sao? Thủy trại bên ta sao lại không có chút động tĩnh gì thế? Vương Đức Chí ít cũng nên phái thuyền ra bắn tên quấy phá mới đúng chứ. Có phải là cái đám binh lính càng quấy rầy đó lại náo? Quan gia, có cần phái người qua dục vương dạy so không? Ngự sử Trung Thừa Trương Tuấn: không cần, đã hắn mau chóng phát binh chặn lại cầu nổi. Quan gia, có cần phái người xuống Hạ Thái để Trương Tuấn xuất binh? Không cần. Quan gia, có cần đi giả xuống dưới núi trước bến đò đích thân cổ vũ sĩ khí không? Trung thư xá nhân Hồ Dần: Hồ xá nhân hồ đồ rồi. Nếu như là vừa bắt đầu thì còn có thể được. Bây giờ cơ rồng vừa đi không động thì những tướng sĩ không nghĩ sĩ tưởng rằng quan gia sắp bỏ chạy rồi. Nếu đã như thế, tại sao lúc thảo luận việc quân nước quân trước đây, chư tướng không một ai mời quan gia để chuẩn dốc chiến? Tại sao? Bởi vì hôm nay trẫm ngồi dưới cơ rồng này bất động không làm gì cả, thì nó là đại công to lớn đối với hai bờ rồi. Một là được khích lệ sĩ binh, sĩ khí binh lính. Hai, chính là thay họ hạn cho những người chỉ biết lý luận suông các ngươi. Người Kim không có thiên qua sông, bỏ ngựa bỏ dốc. Trường Tôn Vương Đức đều là lão tướng trong quân. Các ngươi không hiếu quân sự, tại sao còn có một hai đồi khoa chân múa tay? Đã hoàn thành xong cầu nổi rồi, quân Kim đã bắt đầu lên cầu rồi. Thủy trại bên ta đã mở rồi, Vương Đức cuối cùng có xuất kích rồi. Nỏ thủ, cung thủ, lên cầu chuẩn bị đón kịch, đón địch. Tăng tốc, thuận tuyên phong chuẩn bị nhóm lửa. Thuyền lớn ở giữa chuẩn bị tấn công trung tâm cầu. Thuyền ba lá tiên phong sắp đón địch. Tướng chuẩn bị Vương Trịnh Trần phát cầu lên, trong vòng 50 bước thì châm lửa. Cung thủ chuẩn bị, nỏ thủ thay thế. Đang xen bắn tên, đừng có để chúng có cơ hội châm lửa. Những quân tông này đến chịu chết mà, mấy người này mà cũng muốn chống lại trận bắn của ta sao? Bọn chúng ta an toàn tiếp nhận một con thuyền hoa lá. Bên kia cái đống cỏ khô bị cháy rồi. Yên tâm, không đốt được đâu. Một con thuyền hoa lá tiên phong của người Tống đều thuộc vào chúng ta rồi. Đáng hận, y thế cung nỏ của người Kim quá lớn, tiên phong lại không hề có tác dụng gì. Không sao, trực tiếp va chạm với trung tâm cầu. Cẩn thận, thuyền lớn của người Tống đến rồi. Bắn tên vào những tên rác ta bị trôi xuống sông. Bắn chết cái đám chó người Kim này. Thôi cả, không rồi, thuyền của chúng ta không dịch chuyển được. Cái gì? Vũng gỗ của cầu đã chắn đường phía trước rồi. Dưới cầu có lưới cá, quấn lấy mái chèo, cũng không thể đuổi lại. Không ổn, người Kim sắp bỏ lên cướp thuyền rồi. Cướp thuyền lớn này còn cầu gì cầu nổi? Thời cơ chiến đấu đã đến. Ngô Lỗ Đa, Bồ Lỗ Hổ, theo ta xông lên giết, nhận nhiều công lao của nhị huynh ta.
Mau mau, mau phóng tên, đừng đỡ tắt ta lên thuyền. Thượng tướng tiên phong của quân Đông lộ nước đại kim hồn nhan tông bật ở đây. Mau chóng quỳ xuống chịu chết. Giết. Thật à, không ổn. Phi nhầm, bờ bắc đã bị người kim đổ rồi. Người kim chiếm cứ điểm cao hơn, bắt đầu bắn tên vào lâu nghiệp của chúng ta rồi. Lão ngũ trên lâu nghiệp chết rồi. Không xong rồi, thủ hạ của lão ngũ đã bắt đầu bỏ thuyền chạy trốn rồi. Người kim đã đột được hai con thuyền rồi, lập tức vào đến chỗ chúng ta. Xong xong rồi, vậy mà bị cướp thuyền lớn rồi. Rõ ràng là người kim không giỏi thủy chiến. Người kim thắng liên tiếp mười mấy năm, sĩ khí trang bị quân nghi đều đỉnh phong, dám chiến dám liều dám chết. Sĩ khí quân ta suy yếu, đa phần quân sĩ vừa đánh đất tan căn bản không dám đối kháng, thấy cái địch liền nhảy xong chạy trốn, thật sự là hỏng rồi. Nhà quân gia, không phải là chúng thần không nguyện chống địch, thật sự là không hy vọng được gì ở quân đội của chúng ta. Người kim đột thiền rồi, lập tức xin lên bờ quan gia rút, xin rút lui. Rút, còn muốn rút đến chỗ nào? Cũng phải có người đứng lên mà xây chiến cục diện chứ. Nhất thời cái thời người chiến được sao? Còn chi bằng tính cớ lâu dài. Lâu dài, đã bao nhiêu năm rồi? Đã ra được cơ sách gì? Trận chiến trên sông chưa có kết quả, vẫn còn thiên cho lệnh. Sao người biết quân ta không hờ có phần thắng? Người nhìn dáng vẻ của họ đi, cho dù có đông người thì gặp người kim chân đều nhũng hít, sao có thể thắng được? Nhưng phàm là cái thở có người dám đứng ra đối kháng thì cục diện cũng không đến nỗi như hôm nay. Lão trọng, cả người cùng mẹ nó mau chóng phóng tên xuất kích đi. Thôi cả người kim sĩ giết đến đây nhanh thôi, chúng ta mau thả thuyền nhỏ rút lui đi. Đợi nữa đi, cùng tên của người kim yếu đi rồi. Tên của chúng ta đã bị tiêu hao hết rồi. Toàn viện đằng sau còn chưa kịp lên. Lão trọng, ngươi dẫn đội 1 và đội 2 trấn thủ mạn thuyền, tranh thủ thời gian nửa nén hương cho ta. Hào tử, theo ta xuống thuyền. Không giữ được thuyền này, nhưng cũng không thể đỡ cho quân kim được thôi. Hạ thì nhỏ, đợi các huynh đỡ xuống thuyền từ hướng nam. Thật à, ngươi đi à? Ta phải đi đốt hai con thuyền lớn đó. Có dối thì cùng đi với ta, không muốn chết thì lên thuyền nhỏ. Thật à, ngươi đã nói hồ đồ cái gì thế? Sao phải vì chút tiền thưởng đó của quan gia mà liều mạng? Ngươi đi trở tội, đỡ lại cái đám lũng hậu sĩ tốt chúng ta, sau này trong quân á chẳng phải là sẽ bị ức hiếp sao? Đúng thế. Thật à, cho dù người kim dùng thuyền qua sông thì cũng là chuyện sống, cuộc chuyện là ngày mai. Chúng ta là bên lên ăn bổng lộc, sống ngày nào hay ngày ấy, hôm nay đó là làm tròn bổn phận rồi. Đừng vì thế mà dân mạng mình. Một đám khốn kiếp, các người hiểu cái nồi gì? Đừng có cản hắn, để hắn đi chết đi, không biết tốt xấu, đồ điên. Thật à, ta đi với ngươi, ta trắng cho ngươi. Tử thái tử, người Tống đã đốt con thuyền lớn ở phía nam rồi, không ngờ được trong quân Tống còn có người quyết đoán như thế. Truyền lệnh xuống dưới, không cần để ý con thuyền cháy đâu, toàn lực đi sát quân Tống bại trận, chuẩn bị dọn dẹp trở ngại, đưa những con thuyền lớn nhỏ còn lại vào bờ bắc. Bên phải vẫn còn một con thuyền, đừng có đợi chúng chạy, trốn ta bắn chết được nhiều nhất. Khói càng lúc càng nồng, như này thì càng nhiều quân Tống bỏ chạy được. Trên trường, lên trên trường thường có treo hỏa dầu. Không ổn, thuyền sắp bị cháy rồi, mau dập lửa. Người lao thương ở kia trốn trong khối, bỏ thuyền mau nhảy xuống. Hỏng rồi, không chói được ngọn lửa thì sẽ cháy hết rồi. Xuống dưới giữa cái tên khốn kia, người kim quá đông, chúng ta lên thuyền đưa khiên cho ta. Ngươi chèo thiêu cháy cái mảng bắt con thuyền đi. Vậy mà lại đơn độc xông đến chém giết người của chúng ta không giỏi thị chiến, xem ra không còn được hắn. Trong cái đám người Tống quả thật cũng có rất nhiều hào kiệt, cũng mau người như này không ở trong cái đám quan chức kia. Hôm nay
không thể không lập công mà rút lui, buộc phải giữ lại phần chiến lợi phẩm. Truyền lệnh, bắn tên, tập trung cung nỏ, không phân địch ta, buộc phải cản cái tên khốn này. Thất ca, rút lui đi. Theo tên bắn của người Kim, chúng ta đã làm được rồi. Đốt, đốt tiền, giết địch, đừng có nói là quan gia Phật tổ cũng thấy dỗi rồi. Ê rắm, việc đến nước này. Đâu là phở vật, xem tới đây. Ta lúng tay trường thức ở trên hội thủy này, giữ đất kháng địch cho đại tống, kiên quyết không lui. Bắn tên. Không, không lui. Thật, thất ca, quay đầu lại, quay đầu cứu thất ca. Nhưng cái nồi, cho dù chết cũng không đỡ thất ca rơi vào tay của tác ta. Thật sự là hậu hãn khó giải quyết, xuống chơi thủ cấp của hắn cũng tính như là chiến lợi phẩm khó có được lần này của ta. Tử thái tử, ở đây tướng quân vẫy cờ trên bờ, thông báo có địch cực kỳ nguy hiểm, đỡ chúng ta lập tức bỏ thuyền lên bờ thu binh. Nguy hiểm sao có thể, khỏi phía sau kia là bác hạ ngủ chỗ chút, chữ y phong rách nát gì chứ, nhặt những thứ sẵn có mà thôi. Vậy mà loại có hạm đội thuyền buồm như này, lá cờ kia có phải là hàng thế trúng? Sao hắn lại có một hạm đội khổng lồ như thế? Tốt quá rồi, hạm đội hoành tráng như vậy, phong tỏ mặt sông, người Kim cho dù thế nào cũng không có bản lĩnh qua sông. Đúng thế, đúng thế, vậy mà là thật sự đã cán được người Kim rồi. Ông trời cao mắt, vừa rồi xích nữa thì ta còn tướng rằng cùng mày đã đến kịp. Tử thái tử, tốt quá rồi, ngươi có ổn không sao? Đáng hận, người Tống có nhiều thuyền lớn quá, như này từ đâu ra vậy? Người Tống có nhiều thuyền như lớn như này từ đâu ra vậy? Cái đám người Tống quỷ có đa đôn, các người đáng hận. Chiến trường, thang trầm, thắng bại đều là chuyện thường tình. Vì một văn thư mà đánh rơi hạ nhân phát tiết, bị mai phục chịu thiệt thì sợ sệt. Phong thái này còn chả bằng tỷ quân gia ngồi ở trên bờ kia, chỉnh đốn nhân mã, vừa danh. Lúc Hàn Thế Trung từ Hà Bắc đến Kinh Đông dẹp lộn, để theo phòng người Kim xâm nhập bằng đường biển, lúc đó Trung Khô đã lệnh cho hắn vừa đẹp dẹp lộn vừa lôi kéo thuyền về các nơi. Trẫm đã bàn bạc với hắn, lúc kháng địch, hạm đội của hắn liền trấn thủ Hồi Khẩu, Liên Thủy Quân, Hạ Thái, Bá Công Sơn, Liên Thị Quân. Nếu như không có chỗ dựa, trẫm cũng không dám dựa vào địa thế hiểm yếu để phòng ngự. Hội Khẩu cách đây hơn 1000 dặm đường thủy, có thể đến kịp thời là then chốt thắng bại. Vì thế trẫm mới nghiêm lệnh không được tiết lộ quân tình, không phải là không tin chư quân. Quản gia, việc quân đã hòa hổn rồi, những người quan trọng ở hai bờ Đông Kinh đã chờ đợi nhiều giờ, có nên không vội để họ tiếp tục chờ đi. Việc gấp lúc này đã muốn đi thăm hỏi những công thần của trận chiến hôm nay. Hậu tử, thất ca, thất ca, sao rồi? Quan gia là quan gia đến rồi, quan gia đặc biệt đến thăm hỏi thất ca, thật sự là quan gia, thất ca xứng đáng. Các người đừng bao, trẫm muốn nói riêng vài câu với hắn. Quan gia quả nhiên đến rồi, ta biết quan gia sẽ đến. Ta cũng đoán được quan gia chắc chắn sẽ giật mình vì cái dáng vẻ của ta. Hôm nay ta tấn vinh quang cho quan gia. Người chết như ta phải làm quan lớn, vợ con có thể hưởng đặc quyền. Đương nhiên, sau khi Trương Khanh đi, nó tương lai tìm thấy người nhà ngươi giữ lại trong dịp an phủ. Trưởng bối và thơ tự phong cáo mệnh nhi tử cũng nhất định cho chức quan lớn. Không chỉ như thế, tương lai nếu thật sự có ngày thái bình, trảm phong cho Trương Vĩnh Chân nhà làm Hà Thần Hồi Hà.
dựng miếu cho người, nhận hương hỏa của người trong thiên hạ. Người như ta, làm sao được thần tiên? Chỉ là còn có hình đỡ chết trận hôm nay của ta, người yên tâm, tương lai nhất định sẽ thành thần tiên với người. Còn có vợ ta, nếu như tái hôn ta hiệp hội quan gia, còn ta biết không được cho cô ấy tái hôn, vẫn nên để cô ấy tái hôn đi, cô ấy cũng khó. Nếu không tìm được họ ở Diên Nam Phủ, họ chắc là đã vừa quên lưng tay rồi. Ta đều nhớ kỹ, thơ tử người cho dù là tái hôn cũng đều cáo mệnh. Nếu như không tìm được người nhà ngươi ở Diên Nam Phủ thì đến quê nhà ngươi tìm. Ngươi yên tâm, ta đều đồng ý với ngươi, chỉ cần có thể đến vợ thì sẽ tìm người nhà cho ngươi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không chỉ có ngươi, hôm nay tất cả những tướng sĩ trong trận ta đều sẽ dốc sức cho các ngươi một kết quả. Hoặc quan gia, ngươi đối xử với ta như này, thống khổ như này, cái lời nếu ta không nói, sợ là có lỗi với người. Ngươi đến gần hơn chút đi, đừng có để người ngồi nghe thấy. Ta biết quan gia muốn mua chuộc lòng người, vừa bắt đầu ta đã biết rồi. Hôm nay ta phát điên trên sông, căn bản không phải là vì quan gia người, không phải là trung thành tận tâm gì, cũng không phải là vì ân điển ban thưởng gì. Ta chính là muốn về nhà, muốn đến phát điên rồi. Xin lỗi. Nghe đồn quan gia thật sự đến thăm những binh lính đó, xem ra quan gia đã trưởng thành đây. Cách thức mua chuộc lòng người như này càng lúc càng thành thực, hình như là còn khóc to đấy. Quan gia quả nhiên là giỏi khóc, ban đầu năm kinh năm khâu lúc đang cơ đã nhìn ra rồi. Các ngươi nói xem quan gia sẽ ban thưởng như nào. Nghe đồn người chết lần này vĩnh gì đó trong gì đó chỉ là một tướng dự bị mà thôi, đi châu nghiên thanh châu lưu hồng bảo, quy kết tri tận cũng chả cao hơn bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ là đại phu tạ trung ngũ phẩm thôi. Kẻ lăn lộn trong quân như này mà có thể khiến cho thiên tử khóc lóc thì chết cũng đáng. Đi châu tri nghiên triệu minh thành, nỗi công chừng sau này sẽ được biên kịch thành kịch nam đấy. Ai nói không phải chứ. Trời đại nhân, không ngờ thì nói chuyện này cho tô phu nhân biết, có lẽ có thể viết được một bài từ hay cũng không biết chừng. Này tiểu tử, rau cơm này đã chuẩn bị cho chúng ta sao? Chứ vị đại nhân lượng thứ, rau thịt này là quan gia đặc biệt phong phó đưa đến cho Hàn tướng quân. Sau khi Hàn tướng quân cho hạm đội lên bờ, quan gia nói cần thăm hỏi quân sĩ thương vong, lệnh hắn chờ trong lều của quan gia. Cái gì? Đã Hàn Thích Trung ăn uống no say trong lều, để chúng ta ngồi chịu gió chịu lạnh, lý nào chúng ta cũng sớp sớp. Sao Hàn Thích Trung chắc cũng rất cái thể thống gì? Trọng võ khinh văn mà. Ôi, quán do cho dù có diễn kịch cho những binh lính đó xem thì cũng hơi quá đáng rồi. Cái tình khốn Hàn Thích Trung đó cũng không biết làm người. Cái đám võ phu thô lỗ kìa, tìm cơ hội xử hắn. Đúng, xử hắn. Ai nhắc gì ta? Quán gia đến rồi. Chư vị, hôm nay vì đã an ủi quân sĩ, đã đỡ các ngươi chịu lạnh nó ngồi lâu hơn nửa ngày có trách trảm không? Thần là người bị đánh bại, nào dám có lòng oán trách chứ. Chiến thắng hôm nay của quan gia trước đây chưa có tiền lệ. Trong lịch sử, lấy binh gia làm trọng, tự nhiên là hợp lý, chỉ là biết thì tốt. Nay đã khác trước, những tập tục thôi quen cũ đã bắt đi theo nhị thánh từ lâu rồi. Tất cả mọi chuyện đều lấy kháng kim làm trọng. Hôm nay chỉ là thắng nhỏ thôi, người kia vẫn sẽ nhìn chăm chăm. Giả tâm bị tống vẫn rất rõ ràng, chúng ta tuyệt đối không được mất cảnh giác. Lâu Khanh, trước đó có Quảng Nam chí sĩ là phía trước còn vương, nhưng vì gian tướng hồn tiềm thiện làm loạn, vì trước đó bị họ coi là phản tật vây ở Giang Nam. Niềm tình ngươi đã từng cũng tính như là có giao chiến với người Kim, không hồn tồn mất đi con khí. Trẫm định ủy nhiệm người làm chớ trí sứ Giang Nam Tây Lũ, định đó thu nạp quân đội
bên đỉnh Rian, rồi là dẫn quân vượt lên Bắc Chi Viện, có làm được không? Thảm quý không phụ quan gia đã lượng thứ, đây vậy mà còn tăng nửa cấp, quan gia tối thần Triệu Minh Thành cũng xin lập công chuộc tội. Triệu Khánh Tử, từ xưa chết là điều khó khăn nhất, không thể trung thành đến chết với nhị thánh, dựa vào đâu mà yêu cầu các ngươi? Dù là trẫm cũng chỉ là từ Nam Kinh, Nam Khâu một đường bỏ nước chạy đến hồi thượng, dù cho ngươi chứ dùng đến một binh một tốt mà bỏ thành chạy trốn, sao trẫm có thể định tội cho ngươi thì sao có thể nói là lập công chuộc tội? Đây, nhưng lũ quốc gia nghi năng lại có những văn thần như Lý Nhật Thủy, Trương Thúc Dạ dám trung thành đến chết, trong võ tướng lại có thể có Trương Vĩnh Trần dám một mình xông lên phía Bắc chiến đấu. Vì thế nói tham sống sợ chết chỉ có thể tha thứ, nhưng không thở cứ luôn chịu đựng. Hơn nữa người ta quân thường thị phi đúng sai thì chắc cũng đã rõ rồi. Tóm lại nên biết thế nào là nhục nhã đi. Thần thần có tội, tội đáng buồn chút. Bỏ đi, trước khi giải tán tặng cho các ngươi một bài thơ, người nói là tác phẩm nổi tiếng mà Dịch An cư sĩ châm biếm ta người. Vọng cao ký tại tâm, nếu đã đả kích thì cũng coi như là khích lệ. Xin đường tác nhân kiệt, Tử Diệt Vi quỷ hùng, Chi Kiềm Tư Hạng Vũ, Bất Hẳn Quá Giang Đông. Thành Đông Kinh, Đại Tống. Điều thứ nhất trong quốc sách, hiệu triệu thiên hạ khắp nơi cần vương kháng chiến. Điều thứ hai trong quốc sách, bất cứ ai cũng không được bàn đến nghĩ hòa với quân Kim. Điều thứ ba trong quốc sách, được rồi, chuyện cũ mềm này á, chả có gì hay để nghe. Đọc cái gì thực tế hơn ấy. Theo tin tức mới nhất, quan gia đã thành công cản lại Hồn Nhan Tông bật trên hồi thị. Nghe nói là dựa vào hải thuyền mà Hàn Thế Trung đã thu thập, phong tỏa mặt sông, người Kim tiến thối lưỡng nan. Mặc dù người Kim sớm đã chia binh, phái hai mãnh tướng đi đường vòng qua Thượng Hạ Du, mưu đồ bao vây trước sau hành tại ở Bắc Công Sơn, Hạ Thái Bắc Công Sơn, Thọ Xuân. Nhưng hai nhánh quân này đơn độc xâm nhập sâu lại không biết được, đã bị chặn rất lâu sau đó mới có thể qua sông được. Đúng lúc gặp phải hạm đội thuyền của Hàn Thế Trung chi viện bị bao vây giết hết. Lão tướng Sa Trường Hàn Thế Trung vì thế đã dự liệu được người Kim cũng đi đường vòng lên Thượng Du. Hắn phóng hỏa đốt núi, dỗ người Kim ở Thượng Du xuất chiến, thành công đánh tan quân địch. Hòa Nhàn Tông bật không dám tấn công Hạ Thái, cũng không thể qua sông. Nghe nói hỗn hển, nhẫn nhát, người nào cũng đánh hạ nhân phát tiết. Phụ thân đi, ngày thấy thế nào? Thấy thế nào? Khu mật sứ trị khai phong phủ Tông Trạch, ta nghe thấy hắn đang chiếm gió. Phụ thân, người tôn quý là Lô Thủ Đông Kinh, hà tất phải đi làm những chuyện thô kệch nặng nhọc như đào đất gánh đá này? Làm quan phía Bắc nhiều năm như vậy, thật ra ta vẫn chưa thích ứng với ẩm thực trung niên. Chỉ có duy nhất là bánh canh thịt dưa của một tiệm nhỏ trên dòng đời này ở Khai Phong có thể khiến ta tạm thời quên đi nỗi nhớ quê hương. Sau một ngày lao động mệt nhọc, có một bát bánh canh thịt dưa nấm hổi thơm ngào ngạt, tư vị đó quả thực là tuyệt mỹ. Nhưng bây giờ cho dù đường đường là Lô Thủ Đông Kinh, ta muốn nếm thử mỹ thực nhân gian này thì cũng biến thành một hy vọng hão huyền. Chỗ của tiệm đó không phải là chết mà là chạy nản rồi, đời này y là cũng không vừa. Đâu chỉ là một hộ cửa tiệm như thế, thời tỉnh khác mặc dù người Kim vẫn luôn không giết hết cái thành, nhưng lại vơ vét hết thợ thủ công hàng hóa quân giới lương thảo, mà mấy chục vạn quân bại trận của quân ta lại làm thổ phỉ cướp sạch xế đô thành của nước nhà. Năm đó hơn 100 vạn nhân khẩu, bây giờ chỉ còn lại chưa đến 20 vạn già trẻ yếu ớt. Người xem sắp đến lúc treo đèn rồi mà vẫn không nhìn thấy màn mấy cái làn khói bốc. Đã từng là Đông Kinh thành phồn hoa giàu có, bây giờ lại là
một tội thành quỷ. Vì thế nói, tả như này có gì mà tôn quý? Ta không rõ chuyện binh ngày trước làm quan danh tiếng lại không tốt, không ra ngồi đích thân làm chút chuyện thì ai tin lâu thủ ta sẽ tử thủ. Chỉ là vừa nghĩ đến bánh canh thịt dơ ta lại bốc hỏa, lần này sứ giả người Kim đến khiên hàng thì trực tiếp giết đi. Cái gì? Phụ thân, đó là số tiết đấy. Hơn nữa ngồi thành còn có quân đội hỗ trợ tùy tùng. Cư sĩ kháng Kim quan gia đã nói mà, ta đã lợi anh cho mã tử xông lên lấy đầu của sứ giả người Kim, nói gì thì cũng muộn rồi. Còn vừa quân đội bỏ đi đó chỉ 100 người mà thôi, nếu ta nhớ không nhầm. Hôm nay người đi tuần ở ngồi là tiểu tử đó. Đại ca, đừng qua đó. Chúng cô ấy vẫn lệnh dỗ chúng ta qua đó. Đừng nhìn, đại ca, ngươi không cứu được rồi. Đã nói rồi, đừng có bảo hiểm ra ngồi canh tác vũ sơn. À, vẫn tới cái tên đó trước thì thua 50 lượng, bắn hụt thì thua 100 lượng. À, trúng, nhìn thấy chưa? Lần này ta nhắm vào chân trái của tình khốn đó. Đại ca, mở to mắt ra xem ta bắn trúng tay của hắn đi. Đại đạt, cẩn thận ở đằng sau. Hùng mày nó, là quân Tống, chỉ có một người mà cũng dám đến chịu chết. Xung quanh có lẽ còn có mai phục, phóng tên pháo đi, triệu tập hết các huynh đệ đến đây. Tình khốn này hiếm đi, đừng bắn chút, giữ lại nửa cái mạng cho hắn chơi từ từ. Cẩn thận, tên này không đơn giản. Sao quân Tống lại dũng mãnh thế này? Những huynh đệ khác đến rồi, vậy với cái tình khốn này. Ta... không, không đúng. Đó không phải là cờ của chúng ta. Chứ tiệt, bị bao vây rồi. Đáng hận sơ ý rồi, bị đuổi, vậy mà có mai phục. Đại lang, ngươi thế nào rồi? Đại ca, yên tâm, thương thế của hắn không chí mạng, quân ngươi sẽ đến băng bó cho hắn nhanh thôi. Đã tả tướng quân y võ, sau khi ta trưởng thành cũng muốn hợp tướng quân đánh hát, đánh tác ta. Hành trưởng, ngươi cứ xưng phong như thế cũng quá là không coi trọng an toàn của mình đi. Chỗ Tống, giờ cho hôm nay giết ngươi. Đường hồng đặc ý, đợi nửa chân đại quân của chúng ta đến thì các ngươi đều sẽ bị nghiền nát nuôi chó. Có lẽ thứ, có điều thế thì cũng có sao. Trung nghiêng mênh mông như thế, nửa chân các ngươi có thể tràn đến bao nhiêu người. Cho dù chúng ta yếu như sâu bộ, chỉ cần có thể không ngừng gặm cắn thì cũng sẽ không ngừng khích đại chiến thắng, sớm muộn sẽ trực tiếp làm lộn hồn phong phủ,